rau vườn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem rau dền. Rau dền rất là giàu dinh dưỡng nha. Mà người ta trồng như thế nào thì các bạn xem nè. Sẵn hôm nay mình thu hoạch rau dền luôn, trồng cả vườn luôn. Thì trồng cũng dễ lắm. Lấy hạt giống nè, này non hầu mình thu hoạch, mình chia sẻ trước hầu mình thu hoạch sau, với lại mình chia sẻ cách nào thu hoạch ra một cái rau dền bình thường mà nó mình thu hoạch đúng cách thì nó sẽ ra nhiều hơn. Cây này nó có chút xíu, một cây ốm thôi mà thu hoạch nè, mà bây giờ nó ra một lùm luôn, một cây mà ra một lùm. Cái giống nó là như thế này nè, cái này đợi nó già cắt xong rồi dò nó rải làm đất rồi rải khắp nơi thì nó lên khắp nơi cũng dễ lên, không cần ươm không cần ngâm gì hết. Và khi nó lên rồi các bạn muốn cho nó ra nhiều hơn thì các bạn xem cách thu hoạch nè, và đúng cách thì từ một cây nó sẽ ra lùm. Xem sơ nguyên một vườn rau dền xong rồi mình sẽ chia sẻ cách thu hoạch đúng cách. Nhiều lắm, trồng theo nguyên một hàng. Ra bông hết rồi, thu hoạch hết luôn. Dạ hết. Ở cái này rau dình gai. Có gai nè. Xuân cầm đây mày cắt cái này coi Xuân. Không mày cắt con gươm nghe. Cắt nè. Dưới góc lên cỡ ngang hay ngang, cắt ngang luôn. Vô khu quách. Thôi vô lặt. Cắt luôn. Hết luôn. Giờ mà non dữ. Ôm đi. Cái đầu muốn nhảy nhiều nhánh thì cứ ngang vậy nè chứ đừng có lật. Cánh đồng rau dền hết, cắt ngang xem ra nhiều hơn. Đừng có lặt lá mà là cắt ngang hết nè, nó sẽ lên nhiều nhảy nhánh nhiều. Cái ngồi mà lặt lá từ trên cây thì nó già nó ra bông hết nè, nên cắt ngang thì nó ra mầm non. Cái ngồi mà lặt lá nó sẽ già ra bông hết, nên cắt ngang hết đi.
vô lặt sao. Ở đâu à? Sao hả? Giận nhau hả? Không có. Cái sao tự nhiên đang chơi rồi rồi cái con một mình à, cắt ngang hết, nó sẽ ra cái non, nó ra ra nhiều hơn nữa. Còn lặt lặt trên cây, ngắt đọt trên cây thì nó sẽ già luôn, nó ra bông nè. Ngắt đọt nó sẽ ra bông, mà để giống thì để này không cắt. Ừ? Không biết, tưởng vô tưởng khóa chứ ai đâu khóa. Ừ, cây khổng lồ luôn, cao cây này mét, cắt ngang dưới đây luôn. Ừ, bự không? Thân nó mà bự còn nửa cầm tay. Cắt ngang một ôm hay đi lạc đá luôn. Mua đất nhiều quá ôm không hết. Không thuốc, không cần phân, tại vì trồng trên cái đống. Không cho, còn đây nè. Cái bạc hà. Ok, mình chưa chia sẻ thu hoạch đúng cách rau dền để cho nó ra nhiều hơn rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.